Cả nhà ơi, cả nhà ơi, bây giờ mình sửa soạn à, mình bây giờ mình đi biển, giống đi du lịch giống đi biển mà đi du lịch luôn á, giống không, giống cái gì không cả nhà? Nó biển vậy là nó bị gì, nó cứ dày hoài kỳ cục. Được hả? Được rồi, bây giờ hai đứa mình đi biển nha cả nhà. Mấy tôi làm thì ghê luôn. Sao cao không bao là đi ăn luôn đi ơi. Quậy quá. Sao vậy? Ơi trời ơi. Bữa nay có người rủ mình đi biển. Đi bắt đi câu cá. Mà đi xuống tới đây cả nhà biết không, trời mưa. Quá đẹp. Bởi vậy mưa bây giờ đi xuống đây đi ngắm mưa xong rồi mình đi về. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ôi nhà. Nhà cao. Thôi đứt tiếng kia. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, cả nhà ơi. Thấy trời là không ổn rồi, nắng đâu. Làm mình sửa soạn nón nè, mặc kiến nè, dài dép đi biển nữa, làm thấy ghê. Làm thấy ghê quá, sợ quá. Đá banh quá. Săn đá banh hả? Cũng lớn lắm chứ bộ đó, săn đá banh đó cả nhà. Đó, ai là đá ngựa vậy trời. Không biết thôi còn. Đẹp chứ, ở đây đẹp chứ. Thôi mới nhắc có đó. Ai vậy? Đâu? Đẹp ở đây đẹp mà. Qua kia trung đồng xuống đây thì thấy nhà có cửa đâu. Con Mati nó làm chung mình đó. Nó nói móc chậu gì đây ta hỏi mày. Chi vậy? Không vui mòn mà nữa vậy. Cái kia địch bá? Mati Clarkson mà làm. Mati Clarkson. Nó về đây xin việc làm ở cái chỗ mà đi cốt nhá. Ừ. Đang làm ở đó bộ tính nghỉ sao vậy? Thôi là nó chuẩn bị sẵn, nó sẽ bị sa thải. Không có đâu, nó tôi dọn nó lâu rồi mà. Extreme briefing ở đâu sẽ update. Tôi đang nói để nó bắt đầu xuyên rồi. Này, ta nữ mình thì cũng mới biết nó. Tôi đã tính cái đánh sản ông đi khu lập đình. Sẽ khả đạo. Này. Oj, det står att det ska regna hela dagen som din. Hej, det sa vi tur på vettan. När det står att det ska regna så regnar det inte så långt. Nej, det är bra. Vi får göra det bästa, annars får vi vara i Angmö. Det var trevligt ändå. Quá pappa, trevligt luôn con. Pappa tyckte inte det var trevligt. Làm cái xón dài, xón dép, xón nón luôn. Ở đây cũng có nhiều nhà. Làm hết rồi. Minns du att vi var här innan mamma? Ja. Var finns toalett? Ja, vi kanske, men du kan nog ställa det här istället. Bakom med dig. Okej, då hejdå. Hejdå. Đây nè cả nhà ơi, bây giờ mình xuống dưới biển rồi nè. Mà thấy trời mưa trời gió quá trời, biển gì đâu biển. Mưa. Đây gì đó, đường vậy đó. Bây giờ mưa gió nè cả nhà ơi. Giờ mình đi coi. Coi người ta cho rủ mình đi đâu đây nè. Người ta rủ mình đi đâu mình đi đó. Trời ơi. Liên ơi Liên. Trời mưa trời gió mà áo đồ vậy hả Liên? Đằng đó là cái khách sạn, cái nhà hàng. Thì cái chỗ này là chỗ bãi tắm. Cho nên nó là có nhà hàng, có chỗ chơi. Chỗ này đẹp chứ bộ cả nhà. Nhưng mà bây giờ trời mưa. Với lại COVID này cũng ít người lắm. Linda ơi, để cho mẹ mặc áo vô nè, Linda ơi. Đi về.
này mà đi câu cá gì? Nay mấy đứa nhỏ tính đi câu cá nè. Bữa nay mặc áo lạnh ấm luôn nè, ở nhà thì mặc áo sát cánh luôn. Rồi bây giờ trời trời lạnh rồi. Cho nên mặc đồ mặc áo ấm vô. Bây giờ mình sẽ sẵn đi kiếm chỗ khác. Chắc mấy đứa nhỏ sửa soạn. Mưa bây giờ trời mưa chứ nhà ơi. Mưa là sao câu cá nó không quá. Mấy nhỏ tính đi câu cá bây giờ. Biển và em và biển. Jag tror fan det är den, vet du. Nej, det är den. Eller så ligger den på baksidan. Nej, den är här nu. Men jag ser den. Den heter stranden. Det är nog den. Det är där. Det är där vi ska in. Den är. Men kan jag gå man? Är det? Man här? Ja. Men jag tror inte vi kan gå in dit nu, för då måste vi... Bara upp hit här. Này mình đi bao bay về mà nói là con đường đi bao bay đi về đây nó gần quá cái, đi mà đi đúng rồi rồi, rồi xong cái mình kêu rồi ghé vô đây chơi cái mình mới ghé đem này qua về mẹ mua rồi mẹ này nghĩa là mẹ đem về Việt Nam dám đi chưa? Cái này ở ngoài đường luôn sao lại không dám nhưng này in ra ngoài đường đi chỗ mà đông ấy là mẹ mới ấy thôi chứ đâu đâu ngoài đường ở đây đã phải đến sân bay. Oj, men nåla igen. Oj. Ja, han körde det visst. Oj. Men ska du lugna dig? Du är för mycket. Oj, vi körde nog fel väg. Här känns som lyser sig. Så smör, smörgen. Oj, vi dog här. Oj. Ja. Vi Jag ska pusha till det. Nej, được không đó, coi coi được không đó. Hay là nằm dở. Ôi con quay trở lại đi con ơi. Chụp gì vậy? Sao vậy? Vad ska vi? Vi kanske borde svänga där va? Jag vet inte hur man kommer. Nej, vänta, vi kör tillbaka det. Vad tror vi? Jag vet inte. Fortsätt där. Han med. Är du rädd? Du skitlar av den. Jag vet inte. Vi kommer att röra. Vad är bär här? Här ska vi vara sen. Nu måste jag börja. Ja, fan, det också. Ja. Har du gäng? Ska vi dra hemåt då eller? Ska vi dra hem eller? Ja. Ja. Har du gäng? Ge mig mina grejer då! Ja, bara en zoom med mig. Vi behövs vid äpplena. Äpplena? Ey, wave him, du har. Men vänta, vi ska deala den kia, okej. Okay. Den här wave du har, den är depp här. Vi ses där borta. Cái này đẹp mà. Nej, vi kan köra så. Không cho quay hả? Vi ska quay đằng nhà đằng kia thôi. Ủa, đây lúc nó plus hả? Ừ. Nhà chắc mấy người ở đây sẽ đi câu cá gì á, biển gì đó. Nhà chắc tu gạo quá.